Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Mi Tâm TV. Đố các bạn biết mình đang ở đâu nè. Mình đang ngồi trên xe taxi và không phải ở Cần Thơ đâu, mà nó cách Cần Thơ tới gần hơn 3 tiếng đồng hồ chạy xe. Và hiện tại nơi này đang giáp với tỉnh Cà Mau. Vậy thì các bạn có đoán được đây là đâu chưa? Nếu chưa thì mình sẽ nói cho các bạn biết luôn. Đó là thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Như các bạn thấy á, thì có một cái đặc điểm chung, đó là ở nơi nào của Việt Nam thì ngoài mặt tiền người ta cũng sẽ có rất là nhiều cửa hàng, nơi buôn bán rất là đông và tấp nập. Nhưng mà tại Bạc Liêu này nó khác với ở Cần Thơ một điểm. Mình cảm theo cảm nhận của mình, đó là nếu như ở Cần Thơ lúc nào nó cũng nhộn nhịp, đông đúc, xe cộ chạy qua lại rất là nhiều, còn ở Bạc Liêu thì có một cái sự yên bình, nhẹ nhàng khi mà chúng ta đi trên đường phố như thế này. Và nó tạo một cái cảm giác thoải mái khi chúng ta đặt chân đến đây. Và hiện tại thì chúng ta sắp sửa đang được đi ngang một nơi cũng có thể xem như là nổi tiếng, nổi bật tại thành phố Bạc Liêu này. Đó chính là tòa nhà Bạc Liêu. Đó là cái tòa nhà màu xanh xanh trước mặt các bạn đó. Tòa nhà này thì nằm ngay tại vị trí trung tâm của thành phố Bạc Liêu luôn, với chiều cao là 18 tầng và từng được xem như là tòa nhà cao nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng mà hiện tại thì vị trí đó không còn thuộc về nó nữa. Với vị trí rất là đẹp của mình thì tòa nhà này đã được từng được kỳ vọng rất là lớn, nhưng mà hiện tại thì do cái giá mặt bằng thuê rất là cao nên chưa đi vào hoạt động, và hiện tại thì chỉ có quán cà phê thanh niên kinh doanh ở phía trước tòa nhà thôi. Và theo như tìm hiểu của mình thì Bạc Liêu chính là nơi hội tụ của nhiều dòng văn hóa, cũng giống như là thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng vậy đó. Và đặc biệt đó là sự giao thoa của ba dòng văn hóa của người Kinh, người Khmer và người Hoa, với thành phần đó là 90% dân số đó là người Kinh, người Khmer thì khoảng 7% dân số và người Hoa thì chiếm khoảng 3% dân số, đã tạo nên cho vùng đất này một diện mạo văn hóa riêng rất là đặc biệt. Hiện tại thì chúng ta đang đứng dưới chân cầu quay thuộc thành phố Bạc Liêu, và mình cùng với mẹ sẽ đi dọc theo con đường này để đi vào tham quan chợ trung tâm của Bạc Liêu để xem như thế nào nhé. Đây là lần đầu tiên mình được đi chợ Bạc Liêu đó. Và trước đó thì mình có tìm hiểu đó là chợ này thì nằm tại phường 3, thành phố Bạc Liêu, và là chợ trung tâm của Bạc Liêu, và được xây dựng hoàn thiện vào cuối năm 2015. Chợ được xây dựng trên nền khu chợ A Bạc Liêu trước đây, và với kiến trúc chợ rất là độc đáo, hiện đại, tiện nghi, hài hòa với cảnh quan đô thị, đạt tiêu chuẩn loại 1 cấp quốc gia luôn. Tuy nhiên thì có một cái điều rất là đáng tiếc là hiện tại thì theo như mình biết thì chỉ có khoảng hơn 250 trên 800 tiểu thương hoạt động trong bên trong chợ này, và điều này đã gây ra những cái tổn thất rất là lớn cho phía nhà đầu tư. Kênh đó, bờ kè đó thì nó không có trong lành bởi vì có rất là nhiều rác thải, và cái nước thì nó cũng không có được sạch sẽ lắm. Và mình hy vọng rằng cái tình trạng này sẽ không diễn ra như vậy nữa. Bờ kênh này, bờ kè này nó sẽ được sạch sẽ và trong lành hơn, bởi vì đây là khu chợ trung tâm. Và tại sao thì mình có thể xây dựng được một khu chợ khang trang, sạch sẽ, cao ráo như vậy?
mà lại không thể nào giữ gìn vệ sinh chung, thu hút khách du lịch nhiều hơn bằng việc là tạo dựng một cái môi trường, bầu không khí trong lành hơn để mà chúng ta có thể phát triển du lịch hơn nữa bên ngoài. Ngoài cái việc mà chúng ta buôn bán những cái mặt hàng này thì thu hút khách du lịch cũng có thể giúp chúng ta bán được nhiều hơn, phát triển kinh tế tốt hơn. Tại sao chúng ta không làm như vậy? Ok, nói lan man nhiều quá thì bây giờ chúng ta đang đi vào phía bên trong của chợ Nhà Lồng. Và các bạn thấy là trước mặt các bạn rất là nhiều hàng hóa, quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện, vải vóc các loại luôn. Chợ Nhà Lồng của Bạc Liêu thì thật sự theo mình thấy là không thua kém gì chợ Cái Khế của trung tâm thành phố Cần Thơ hết. Và mẹ mình thì đang lựa một số áo khoác rồi quần áo này kia, tại vì tiệm này, quầy này á, là được chị hai của mình giới thiệu xuống đây. Cô này bán đồ giá cũng rất là ổn. Và áo khoác này mình đang mặc nè là do chị hai mình mua tặng, và cũng mua ở cái tiệm của cô này luôn, ở bên phía trong của chợ Bạc Liêu nè. Nhưng mà đa số mình thấy quần áo của cái tiệm này thì chủ yếu là đồ dành cho người đứng tuổi một tí. Mình thì mặc đồ hơi teen hơn một tí, cho nên là không có lựa gì được. Nên mình trong thời gian chờ đợi mẹ lựa đồ thì mình sẽ đi vòng vòng xem là ở đây có những cái tiệm nào. Đây là một tiệm quần áo ha, bán đồ áo khoác, rồi rất là nhiều vải may áo dài, rất nhiều màu sắc, rồi kim tuyến, hạt, cườm kết lên cũng rất là đẹp, rất là nhiều vải nè, rồi quần áo trẻ em, giày dép các loại, quá là nhiều luôn, không hề thua kém bất cứ chợ nào ha. Giờ thì mình sẽ đi vòng lại chỗ mẹ mình lựa đồ, không biết là lựa được mấy món rồi đây. Mẹ mình đang lựa một số áo lẻ cũng rất là đẹp. Ok, chúng ta đã mua đồ xong rồi ở phía bên trong chợ, và chúng ta đang đi ra phía ngoài để mà tìm một cái gì đó bỏ bụng, tại vì sáng giờ hai mẹ con mình cũng chưa có ăn gì hết, vì đi xe từ sáng sớm 5 giờ mấy xuống tới đây thì khoảng hơn 8 giờ, bây giờ khoảng hơn 9 giờ, vì mình cảm thấy rất là đói bụng rồi và mình cũng không biết là nên ăn cái gì đây nữa, tại vì cũng không có rành Bạc Liêu cho lắm. Bây giờ thì mình đang đi vào phía bên trong chợ bán cái này chắc là chợ bán hải sản, nông sản các loại, đồ tươi sống thôi, cho nên chắc là không có tìm được mua đồ ăn liền được cái gì đâu. Bây giờ mẹ mình đang mua một vài con cua, tại vì thấy cô này bán cũng được, cua nhìn thấy cũng ngon và giá cũng rẻ hơn trên Cần Thơ, nên mua vài con về nhà luộc ăn. Cũng vào mùa cua mà, thấy mọi người ai cũng ăn cua và đăng lên Facebook hết, nên ở nhà cũng muốn ăn. Đặc biệt là chị của mình á, rất là thích ăn cua luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài phía bên ngoài kia để tìm đồ ăn ha, bởi vì bên trong này thì không có mua được gì hết. Và mình đang ngồi ở quán cơm Tỷ đối diện với khu chợ đêm của Bạc Liêu. Ở phía bên kia là một cái, mình nghĩ đó là một cái đình. Và nhìn cái cảnh này rất là đẹp ha. Mọi người đi qua đi lại, cảm giác rất là yên bình. Và mẹ đã kêu cho mình một dĩa cơm sườn. Mẹ cũng ăn cơm sườn luôn, bởi vậy có hai chén nước súp nóng hổi ở đây nè. Nhìn nước súp thì mình thấy rất là ổn, ok, nhưng mà thực sự thì mình hơi thất vọng về hai dĩa cơm sườn này, bởi vì mình không ăn được nước mắm ở đây cho nên là mình đã ăn nước tương. Và các bạn đừng quan tâm điều đó, bởi vì nước mắm hay nước tương mình chan vào đây thì mình vẫn ăn được. Nhưng mà điều là mình thất vọng nhất đó chính là cái miếng sườn chiên này, nó thực sự không phải là dành cho món cơm sườn. Và ngoài ra thì
thái độ phục vụ của chủ quán cũng rất là kỳ lạ, cho nên mình đã không có ăn hết, hoàn thành hết cái dĩa cơm đó. Bởi vậy mình vẫn còn muốn ăn, cho nên là mình mẹ dẫn mình đi qua đây và kêu hai dĩa bánh bèo mặn này. Bánh bèo này vừa mới làm xong luôn cho nên rất là nóng hổi và mình nghĩ là sẽ hấp dẫn hơn. Cô ấy chan một ít nước mắm rồi một ít nước cốt dừa lên trên mặt. Và bây giờ thì mình ăn thôi. Nè các bạn thấy hấp dẫn chưa? Có đậu xanh, rồi một ít con rú, và phía bên dưới một chút xíu thì có một ít hành lá. Mình cảm thấy bánh rất là mềm, và cái vỏ bên ngoài thì giòn và nóng hổi luôn. Và chỉ với 10.000 thôi cho 7 cái bánh bèo đó thì mình đã no bụng hơn rất là nhiều. Cho nên bây giờ mình đang đứng đón xe taxi để mà đi quay ngược trở lại cái bến xe Bạc Liêu. Bây giờ xe taxi đã tới rồi nè, mình sẽ lên xe taxi. Và bây giờ thì mình sẽ quay cho các bạn một lần nữa về cái đường phố của Bạc Liêu nha. Và sau khi xuống xe taxi thì mình cùng với mẹ đã bắt được một chiếc xe để đi về Cần Thơ. Thật sự thì khi mà vào bến xe Bạc Liêu thì hai mẹ con muốn đi xe Phương Trang để về Cần Thơ, nhưng mà vào mua vé thì không có mua được vé, bởi vì chỉ còn có vé, một vé ngồi ở ghế cuối cùng của tầng dưới của xe giường nằm thôi, và còn phải chờ đến 2 tiếng đồng hồ nữa xe mới đến. Cho nên là quyết định là đi xe này về luôn. Xe này cũng khá thoải mái và cũng rất là rộng rãi, giống như là xe Phương Trang vậy đó. Chỉ có một cái nhược điểm đó là nó hay ghé để mà rước khách ở bên đường thôi. Bây giờ thì trời đang mưa và mình sẽ tiếp tục quay cho các bạn xem những cái cảnh mưa rất là lãng mạn này nha. Nhìn qua cửa sổ thì thấy giống như ở trong phim Hàn Quốc vậy đó. Mưa thì rơi rồi cảnh bên ngoài thì nó xanh mướt, và con đường phía trước thì nhìn nó cũng khá là buồn và tạo nên một cái điều gì đó nó rất là lãng mạn, nhẹ nhàng trong một cái ngày mưa như thế này. Mặc dù mình biết thật sự bên ngoài là mưa cũng rất là lớn, nhưng mà những cái người thuộc tuýp lãng mạn như mình thì luôn luôn cảm thấy như vậy đó. Và mời các bạn tiếp tục xem những cái cảnh mưa hai bên đường nha. Mình cũng đang ngồi ngắm mưa đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video lần tới nha. Bye bye, chào tạm biệt mọi người.